Cái việc tối kỵ trong cái chung cư đó là việc cải tạo cái nhà vệ sinh để mà làm được không gian thờ cúng. Cái chuyện này là chuyện rất là dở, đúng không ạ? Cái điều thứ hai nữa là nhiều người anh chị cũng lại có thể là anh chị trang trọng, anh chị muốn cái không gian thờ cúng của mình tốt, thì nhiều khi anh chị lại đặt cái không gian thờ cúng của mình vào một cái phòng ngủ bất kỳ. Về cơ bản là sử dụng một phòng ngủ làm một cái phòng thờ hay làm một không gian thờ cũng lại là một cái điều không nên. Nhiều anh chị đã để cái bàn thờ ở ngay tại khu vực huyền quan, tức là khoảng không gian đệm giữa cái cửa ra vào phòng với cả đến cái không gian phòng khách hoặc không gian phòng ăn, thì người ta cái chỗ anh chị để giày dép ấy thì người ta gọi lên huyền quan. Hoặc là chị để cái bàn thờ ngay dưới cái cửa thông phòng của vào các phòng ngủ chẳng hạn, thì cái điều này cũng là điều không nên. Tiếp theo nữa là chúng ta cũng không có để cái bàn thờ được, đó là anh chị để cái bàn thờ đối diện với cả cái cửa nhà vệ sinh, hay chị để cái bàn thờ đối diện với cả cái cửa thông phòng. Cái điều lưu ý tiếp theo là chúng ta cũng không nên để cho ánh nắng mặt trời nó rọi trực tiếp vào trong cái bàn thờ. Đặt cái bàn thờ mà đối diện với cả cái cửa ra vào của căn hộ chung cư, hay là đặt cái bàn thờ mà ngay đi luôn dưới gầm của cái cửa thông phòng của chung cư, hoặc là đối diện với cả cửa nhà vệ sinh, hay quay trực tiếp vào trong bếp, hay là quay trực tiếp vào trong cái cửa nhà vệ sinh, thì cái điều này cũng là cái điều không nên. Thì đấy là những cái lưu ý mà chúng tôi có mô tả cho cái căn hộ chung cư để mà khi mà chúng ta đặt hay là sắp đặt một cái không gian thờ.